tình nguyện viên và trao sổ sách luật sống con dấu và chúc mừng tân hoan bộ công đoàn giáo sứ. Trong tình trạng nhân sứ cũng thưa quý chị, còn chúng ta xin thay mặt cho đại diện cho đặc cách cũng như ban công đoàn giáo dân đang trong phần phương lập hôm nay các chị đang diễn biến về tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho các chị thì ban công đoàn giáo phận nay thì sẽ trao sổ toàn bộ là 7 cuốn sổ cho ban công đoàn giáo dân đang trong Xuân Hoa. Rồi về cái phần tác phẩm hôm nay thì ta đặc cách cũng như ban công đoàn giáo phận tặng cho công đoàn giáo sứ Xuân Hoa là 10 cuốn được tính phục vụ và 10 cái cả bản để cho bản cứ Việt Nam mình chưa thiếu thì là có các cái bổ sung sau nhé. Rồi và 40 bộ huy hiệu và toàn bộ những cái biên bản của ban công minh đoàn giáo phận của huy là quyết định để nhận sẽ giao cho chi đoàn trưởng nhận. Rồi chi đoàn trưởng sẽ nhận toàn bộ cái số bài em được vừa trình bày lên rồi sẽ giao rồi chúng ta sẽ ghi vào biên bản sau. Rồi chúng ta là xin cảm ơn cha, cảm ơn cha.